Đó là lời chúc mừng một năm mới hạnh phúc và tươi vui giòn giã bằng năm bằng 10 năm cũ. Có chiều thầm thương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Đi lẻ lẻ kìa. Mối tình đầu xuân ai thấu chân. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hậu và đây là tết đọc của mình ở Úc. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn. Hôm đó là 26 Tết và tụi mình rủ nhau đi thăm thú thành phố Brisbane và mua chút đồ chuẩn bị cho Tết. Cảm giác Tết ở Úc khác hẳn ở Việt Nam vì chả ăn Tết ngoài người châu Á cả. Mọi thứ ở đây diễn ra rất là bình thường và chỉ nhộn nhịp ở những khu người Việt hoặc là Chinatown thôi. Vì ở những nơi đó người ta có chuẩn bị và bán những cái đồ để ăn Tết hoặc là những cái tiểu cảnh cho mọi người và gia đình đến để chụp hình Tết chẳng hạn. Lập lòe ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Vài bé em bé dịch dịch khúc khích tiếng cười. Cùng thì cuối cùng tụi mình quyết định chọn một cái quán của Thái Lan ăn nha mọi người. Mình vừa gọi món xong thì giờ đang gọi món ra coi làm sao. Mình sẽ vẫn đen nha. Nhưng mà vẫn đen nha. Hôm nay đen mọi người chứ ngoài tôi cũng đen á. Rồi đây là cái storm thăm nha mọi người. Các bạn tụi mình hay thấy mấy cái youtuber hay ăn đó. Cái bát Thái đó rất là ngon rồi. Bát Thái. Ê, xin mời mọi người nha, xin mời. Nè mọi người, mình thấy có một cái này rất là đặc biệt. Ôi, mình xin phép mình không quay với cô nha, nhưng mà theo tụi mình thấy là cái cô đó hình như là cổ không thấy đường đi. Cổ bị khiếm thị. Mà bé chó là bé chó dắt cổ đi thì cổ nói là find the way, cái chú chó này tự biết đứng đèn xanh đèn đỏ, xong rồi đèn xanh đèn đỏ thì tự đi luôn. Lạ nha mọi người, thật sự rất là tuyệt vời ha Uyên. Hay thật sự. Bây giờ thì tụi mình đang đi qua lỗ đi lẻ lẻ kìa. Tụi mình đang đi qua quán đồ hàng để ăn hot pot mọi người, ăn lẩu. Tại vì ở đây không có ai bán lẩu hết, tụi mình phải đi kiếm. Mà nãy tụi mình lại thì không có mở cửa cho nên tụi mình đi ăn đồ Thái nữa. Rồi đã ra rồi đây, sau một tháng trời thèm lẩu thì cô Yên nó được ăn. Giờ cô Yên rất là thèm ăn xương nha mọi người. Đây nha, đây lẩu của chúng ta rất là ngon nha mọi người. Đây, yeah, mời mọi người. Trời, cái sự đầu bù tóc gấu của tụi tôi sau 7749 lần bị trễ bớt. Mỗi lần tôi lát đó mọi người, là cái bus nó còn đúng 2 phút là nó tới. Xong nó đi ngang, hồi nào tôi không hay, tôi nó đi luôn mọi người. Xong nó bắt một chuyến bus mới, rồi tôi phải chạy qua cái trạm mới. Tôi đi từ trạm 85 mà tôi xuống tới trạm số 7 rồi mọi người, tưởng tượng đi nó nhiều cỡ nào. Nhưng mà cuối cùng cũng back home rồi mọi người, tới nhà rồi, rất là vui vẻ. Tomorrow. Hôm nay là 27 Tết và tụi mình bắt đầu chuẩn bị tranh thủ dọn nhà nè. Mỗi người một việc và cùng nhau dọn nhà. Tụi mình vui vì được cùng nhau đón Tết. Vừa có một chút chạnh lòng vì Tết đầu ở xa gia đình mà mọi người. Nhưng tụi mình vẫn còn rất là may mắn vì vẫn còn có bạn bè bên cạnh, đúng không mọi người? Thank you.
Đây mọi người ơi, nhà tụi mình đã dọn được khoảng 75% mọi người, rất là sạch sẽ, gọn gàng trong bếp. Thứ này đồ ăn hồi chưa còn, và rất là sạch, rất là thơm nha. 2 hours later. Bắt đầu đi chích mũi tay mọi người. Chích bệnh viện ngang nhà luôn. Đây mọi người, tụi mình đi tiêm bệnh viện ở đây. Đối diện nhà của tụi mình luôn. Your turn. Ooh, good job. You okay? Yeah, thank you so much. Giờ tụi mình mới vừa tiêm xong mọi người. Thì nó chỉ đơn giản là một cái chỗ nhà thuốc gì đó thì mình tiêm thôi. Rất là lẹ hơn ở Việt Nam rất là nhiều, không còn thủ tục rườm rà. Và giờ tụi mình phải đứng đây đợi tầm 30 phút để coi có triệu chứng gì không. Thì nếu không thì mình sẽ đi ra ngoài thôi. Ok nha mọi người, cập nhật với mọi người sau 30 phút nữa nha. Đau không? Đau. Hiện nay tụi mình đi chợ Tết, mình đang thấy một cái giỏ rất là màu mè mọi người. Chuẩn bị đi chợ tiếp tục. Chợ Tết nha. Người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ. Trách ai đành tâm hững hờ. Rồi mình mới phát hiện mọi người lá chuối đông lạnh ở nơi ở nước Úc nha mọi người. Rose banana leaf. Nó chứa đông lạnh luôn nha. Mà gót luôn á, không tin được luôn á. Bây giờ tụi mình còn sẽ đi mua thêm cà chua và trái cây. Mình đang ở trong chợ người Việt mọi người. Đang rất là nhiều đồ Việt Nam ở đây. Đây. Tình trạng là tụi mình mới đi chợ, khúc chợ Việt Nam xong nha mọi người. Anh Hậu sách quá trời luôn. Hai mọi người đi anh Hậu. Hello. Hello. 8:01 PM. Hey, tụi mình tận dụng cái sự cơm nguội cũ để tụi mình làm mấy cái mọi người biết cơm cháy chiên không ta? Thì sẵn tụi mình một lát Gia Ân với lại Minh Trung đang đi đi mua pizza đó, thì tụi mình chiên khoai tây thêm thì tụi mình sẵn tụi mình chiên mình luôn. Không sao đâu. Tao nghĩ là hồi nó giòn nên sẽ ngon đúng không Uyên đúng không? Người nó giòn là mọi người quá giòn luôn. Thì bây giờ bạn Uyên đang làm nước sốt để mà bỏ lên cơm cháy nha mọi người. Cơm chiên chứ. Và mỡ hành nữa. Gà bài bản gì nha, ngon đó. Wow. Ai xin mời. Đó ăn rau củ mà mọi người đã xào trước đó vào một nồi. Hôm nay là ngày 29 Tết thì nhiều người cũng đã biết là năm nay sẽ không có 30 Tết. Và tụi mình đã biết cái chuyện này khá trễ cho nên là giờ tụi mình mới làm thịt kho hộp vậy. Đây thịt tụi mình đang ướp sẵn ở đây. Ở đây là mình đang luộc một chút trứng. Đây mình không có trứng vịt nha mọi người, mình chỉ luộc được trứng gà và trứng cút thôi. Thì thịt này mình đã ướp với lại một chút nước mắm, một chút đường, nước tương, mật ong, xíu nước mắm cho thơm và ớt cho nó lên màu mọi người. Mình nó không có nước màu nha mọi người. Đây mọi người, đây là Gia Ân và Thảo Uyên đang luộc trứng gà nha mọi người. Mọi người có thử được mùi thơm không ạ? Mùi rất thơm nha mọi người. Nè mọi người, thấy cái trứng cầm lên Gia Ân, cái trứng của bé Uyên lột nha mọi người. Nó béo. Nè, tại một cái trứng đó thôi, cái này là khác. Khác không? Khác. Đây, cái này là thịt mình đã bỏ vô nè mọi người. Thì mình sẽ hầm, ủa mình sẽ cho nó sắc muối chút xíu, xong rồi mình sẽ đổ miếng nước vô. Đây mọi người ơi, đây nồi thịt kho tụi mình, đây lên màu rất là đẹp. Thì tụi mình đã để nguội nó rồi, thì tụi mình sẽ chia ngăn ra để đông đá từ từ. Đây là xưởng mình đang chiên nước để làm bò bía. Thì mình cắt sẵn đây, hơi xấu. Chứ cũng sẵn nữa nhưng mà mình sẽ cuốn bò bía ăn tối nay đêm giao thừa đơn giản. Đây là chai nước mắm của mình pha rất là ngon nên mọi người mình sẽ lấy ra ăn với bò bía. À khoe với mọi người thì mình mua được đòn chế lụa ở chợ châu Á nè, ngày mai mình sang cái này cùng với trứng bách thảo. Đây rất là ngon luôn. Và cả củ kiệu nữa mọi người, rất là đặc sắc. Nhưng mà ăn nó cũng đỡ thôi chứ vẫn thèm được Tết ở Việt Nam nha mọi người. Nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ trong nắng vàng khắp chân tương sơ vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn. Dạ tháng 11 tụi mình đang hâm lại thịt kho hộp vịt ngon quá nè mọi người. Chính xác. Và đây là trứng bách thảo mình luộc với lạp xưởng luộc. Lạp xưởng chiên nước
tụi mình sẽ ăn với lại kim chi, củ kẹo, chả lụa. Ăn đơn giản với cơm buổi sáng. Mỗi năm một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn muôn chiếc cơm. Mình nói là ủng sụm cho mọi người, khác có khác đâu coi kìa. Cơm nè, đâu, cơm cháy, nhẹ cơm thôi khác, Thôi mình nghe đồn là mùng 1 cơm khác hơn. Ai đồn vậy? Bếp ấm mùng 1, bếp ấm. Đây mọi người ơi, bây giờ là tụi mình đã chọn xong cái dĩa đồ ăn này rồi, rất là ngon, được hết. Cơm với lại thịt kho gỉu thôi, đơn giản. Và đó là Tết đầu của tụi mình ở nơi xa lạ này. Cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất là nhiều, vì chu toàn từ việc nhà nè, nấu ăn, tất tần tật mọi thứ đều tự tay tụi mình làm hết. Cho nên cảm thấy Tết cũng không quá buồn như những người đi trước đã từng nói. Mặc dù là có thể video call mỗi ngày với gia đình, nhưng mà Tết ở bên cạnh người thân và gia đình là thứ mà mình thực sự rất là trân trọng. À, nhân dịp năm mới thì mình xin chúc cho tất cả mọi người đang xem video này sẽ có thật nhiều sức khỏe, mọi điều hanh thông và như ý nhé. Nếu thích video đừng quên like, share, subscribe và bấm chiếc chuông xinh xinh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo vào 10:30 sáng Chủ nhật hàng tuần nhé. Let's enjoy your life.